À, con còn một câu hỏi nữa là khi bị khớp cắn ngược có được ăn ăn chân giò với cả thịt luộc không ạ? Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ đến các bạn trực tiếp một bạn ca lâm sàng nữa, là một bạn nhỏ bị khớp cắn ngược. Chào mọi người, con tên là Tâm, con năm nay con bị khớp cắn ngược. Con không biết điều trị nào cho nên con đến phòng khám để con khám á. Rồi, cảm ơn Tâm và là chia sẻ rất là thú vị, đúng, con không điều trị được cho nên con phải qua đây. Thế thì ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu để khám một cái ca lâm sàng khớp cắn ngược thì bạn sẽ phải đến đây qua để chúng tôi tiến hành chụp ảnh đó, những cái bức ảnh bạn được chụp đó để đánh giá theo cái tình trạng là thẩm mỹ ngoài mặt. Thế thì Tâm có sợ điều trị cắt khớp ngược không? Còn có sợ, bởi vì con sợ đau với cả bố mẹ con không có tiền. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đó, bố mẹ con không có tiền, rất lo lắng. Thế thì bây giờ làm sao bây giờ? Là chúng mình có điều trị không? Con có. Con nghĩ là bố mẹ con sẽ làm được. Chính xác, bạn này là một bạn trẻ rất là ngoan. Đó. Thế thì Tâm hứa sẽ đồng hành cùng nha khoa để nha khoa, các chú có thể, các cô, các chú để điều trị tốt cho Tâm nhá. Vâng ạ. Có Tâm có lo hỏi cái vấn đề gì trong quá trình điều trị không? Sắp tới không? Có. Còn hỏi gì nào? Là con không biết là lúc khi mà khám có cần phải nhổ răng, có phải dùng kim tiêm với cả dùng thứ sắc nhọn không ạ? Chính xác. Thế thì bây giờ là bác sẽ trả lời cho con luôn nhá. Vâng. Bây giờ con còn mấy cái răng sữa nữa, thì cái răng sữa thì nếu mà nó không tự dụng được hoặc là nó mọc chậm quá, thay răng chậm quá, thì bác phải bôi tê thôi. Bác bôi tê lấy nó đi thôi, con không phải nhổ gì thêm răng gì nữa con nhá. Vâng. À, con còn một câu hỏi nữa là khi bị khớp cắn ngược có được ăn ăn chân giò với cả thịt luộc không ạ? Con ăn ăn thoải mái, ăn thích gì thì ăn nhá. Vâng. Nhưng nhớ vệ sinh sạch sẽ. Vâng. Đồng ý chưa? Vâng ạ. Ok, cảm ơn Tâm. Hẹn Tâm một ngày gần nhất, bắt tay Tâm một cái. Vâng.